Bữa chiều đó thì cũng đi tính về ngoại chơi ấy, rồi người ta núp ở sau hè. Thì lúc đó em có nghe chó sủa thì em có nói với mẹ, thì mẹ nói là kệ đi, đã nó sủa đồng vậy thôi à. Thì khoảng tầm 10 tới 15 phút sau thì em bị tạt ạ. Rồi người đó hỏi sao mày tạt con Nhi, mẹ con Nhi, thì nói là việc diệt mầm luôn. Diệt mầm luôn, vậy dạ, là cố rồi. Diệt mẹ cả con luôn. Có nghĩa là cố tình để mà tạc tạc mẹ lẫn con. Ừ. Dạ, thì con còn nghe nói là giết giết cả mẹ cả con luôn. Kính chào quý vị khán giả cùng quý nhà Mạnh Thường Quân. Dạ hôm nay thì mình đến thăm lại bé Yến Nhi, một nạn nhân vô tội bị tạc axit. Bé bây giờ năm nay đã 17 tuổi, trở thành một thiếu nữ. Và bên cạnh mình là bà nội của bé Yến Nhi. Dạ con chào bà nội. Dạ bữa nay con xin phép được lại thăm Yến Nhi. Dạ con có một phần bánh con gửi cho bà nội với gia đình dùng ha bà nội ha. Dạ, đợt trước con có đem bánh lại bà nội ăn ngon không? Dạ ngon hả bà nội. Dạ bà nội, bây giờ mời vô thăm bé Yến Nhi được không bà nội ha? Được. Dạ, trước khi đi thăm bé Yến Nhi thì mình cũng có cảnh báo thì những vị khán giả hết sức là chuẩn bị tâm lý để mà xem hình hài của bé Yến Nhi. Rất là tội khi mình coi mình nhói đau cả lòng. Dạ, xin kính mời bé bị phỏng là cái gương mặt dạ. Cả cái đôi mắt cũng không thấy được. Dạ. Bà nói thôi bà nội khóc mà bà nội bữa đó nói bà nội khóc mà bé Yến Nhi dỗ dành bà nội. Dạ. Hết sức là cảm động. Mà lúc trước á, thì nghe ba Nhí, ba của Yến Nhi kể lại đó, thì lúc mà má hai, tất nhiên là cô của Yến Nhi hả bà nội, khóc thì Yến Nhi mới nói thôi con uống thuốc vài bữa con hết rồi. Dạ. Bà Yến Nhi nói chuyện vậy đó, bà nội muốn cảm động rồi. Dạ thôi bà Yến rất là cảm động. Bà dạ cho bà dẫn anh em mình vô đi. Dạ bà để đi biết rõ hơn hoàn cảnh của bé như thế nào. Bà nội muốn khóc luôn á. Nói tới cháu mà nó không nói lời nào luôn hả nội. Bà ở đây là bà sống với hai bà? Sống với hai bà cháu à. Hai bà cháu hả? Rồi ba bé đâu rồi bà? Ba cha đi làm. Dạ. Chú chào con. Dạ, kêu bé ra đây đại luôn bà. Con tên gì? Nhớ chú tên gì không? Dạ chú gì. Trời ơi nhớ hay chưa. Thôi bây giờ ngồi đây hay ngồi ghế đây? Thôi mình xuống ngồi ghế ngồi đi. Cho dễ. Con hai bà cháu ngồi kế bên đi. Cháu đi rất là thành thục ở khu này luôn. Dạ bé năm nay nhiêu tuổi anh? Bé năm nay 17 tuổi đúng không chú? Nói đúng không Yến Nhi? Dạ đúng rồi ạ. Dạ tóc của Yến Nhi để chú dán lại nè. Yến Nhi lễ phép lắm, Yến Nhi nói chuyện lúc nào cũng khoanh tay, hơi con đừng khoanh tay mỏi lắm. Nói chuyện chú Việt. Bữa nay thì chú có nhớ Yến Nhi và chú ghé lại thăm Yến Nhi một lần nữa thì Yến Nhi nhớ cái hương vị bánh bơ hởm Yến Nhi thích không? Dạ có ạ. Nè, chú đem lại cho con ăn nữa nè. Đó, qua lát ăn ha, bây giờ chú cháu mình nói chuyện ha con ha. Dạ. Bữa nay thì xin giới thiệu với bà nội thì có một em tên là Tâm. Em sẽ đến đây để mà tương tác với Yến Nhi ha. Dạ. Con nói chuyện với chú Tâm nha con ha. Dạ. Bé chắc cũng chặt tuổi em, vô kêu thương anh em đi cho dễ đi. Dạ. Nhi à? Dạ. Anh cũng không biết em. Và được qua chú này nè, dẫn vô đây. Dạ. Thì em cái tình trạng em như vậy là em bị phỏng là từ lúc nhỏ ha em. Dạ vâng ạ. Rồi em có thể là ngước nước mặt lên chút xíu được không ạ? Chú xin lỗi chú gắn cái micro vô con nói chuyện nha con ha. Dạ. Không cái do cái chỗ này của Yến Nhi á bị cái thương á, thành ra Yến Nhi không có thể nào mà Yến Nhi ngước lên thẳng được đó. Mọi người dạ. Xin thông cảm nha. Dạ. Bé là bị mù luôn hả bà, không có thấy đường luôn ha. Kể cả Mạnh Thường Quân đó tài trợ cho bé mà khoảng 250 triệu mà vẫn chữa chưa được. Bây giờ chưa, đang đợi mà không biết được không thì ba Nhí ở nhà thì ba Nhí sẽ rành hơn. Dạ. Thì em coi ngoài sau lưng bé cũng bị luôn. Rành hơn bà nội thì bà nội lớn tuổi rồi, bà nội không có rành. Vì là bị phỏng hầu như là muốn toàn cơ thể luôn à. Bữa nay ai cho con cái đầm này dễ thương quá vậy hả Yến Nhi hả? Dạ cũng là Mạnh Thường Quân cho. Đầm này chú mô tả cho con nè, một cái sọc trắng, một sọc đỏ. Đó rất là dễ thương. Cái
dạ. Của mấy ông cũng đi thăm đó rồi. Dạ, Mạnh Thường Quân cho. Dạ. Dạ là của người ta cho mình đó hả bà? Dạ. Dạ. Tôi không có mua cái đó, tôi đâu biết chuyện này đâu. À, dạ. Bà cho con hỏi thăm xíu nè, cha của bé ở nhà mình làm công việc gì bà? Cha nó ở nhà đi mần mướn. Mần mướn hả bà? Ừ. Vậy cụ thể là mình làm công việc gì bà? Cha nó mần điện ngầm, điện gì đó, nghe nói gì chứ tôi không có lên giải, tôi không biết nữa. Hai bà cháu ở nhà không? Dạ, vậy. Bà ở nhà bà giữ cháu à? Tiếng gì biết không con? Dạ. Bà làm công việc gì con biết không? Dạ là bên điện ngầm ạ. Điện ngầm thôi chứ con không điện ngầm. Đó, coi như gà trống nuôi con đó. Dạ. Là nuôi Yến Nhi với nuôi bà nội. Dạ. Rồi cho em hỏi là hiện trạng bây giờ là mẹ của bé sao anh? Mẹ với bé thì chia tay rồi. À, chia tay ly hôn rồi ha. Chia tay rồi thì chia tay hồi mới 6 tuổi thôi nhỉ. Chia tay lúc đó 6 tuổi thì bữa đó mà, thì không tới 6 tuổi, 3 tuổi. 3 tuổi hả? 3 tuổi, nhưng mà lúc mà 6 tuổi hay 8 tuổi con về con bị tai nạn này con. Dạ con 6 tuổi ạ. Lúc 6 tuổi đó thì lúc mà hai người đã chia tay năm bé Yến Nhi 3 tuổi, nhưng mà cái ngày mà bé Yến Nhi xảy ra chuyện á là năm đó 6 tuổi thì bé Yến Nhi về nhà bên má chơi. Yeah. Má sinh má của Yến Nhi mé ruột á sinh về chơi thì ba Yến Nhi cho chơi ở nhà chơi thì thứ bảy thì ba Yến Nhi rước về đây về nội thì bữa đó má Yến Nhi nói thôi cho chơi thêm ngày là chủ nhật thì ba nhí đúng không con? Dạ đúng rồi. Ba nhí nói là thôi kệ rồi ba nhí quay về. Thì vừa ba nhí vừa quay về mới pha ly cà phê uống thì nghe ở đằng kia người ta báo tin thì bé Yến Nhi bị người ta tạt cái xít. Tạt mẹ mà tạt ngoài sau lưng á, tạt tới mẹ đang chở nè, Yến Nhi ngoài sau thì tạt tới vậy hả con? Dạ. Thì bé Yến Nhi bị tai nạn bữa đó. Dạ. Nhưng mà rất là may mắn thì gần đó có một cái cô mà bác sĩ á, cổ mới thảy bé Yến Nhi xuống cái bờ kinh á để cho tan cái pha loãng cái phần nước xưa. Giảm bớt cái dạ. Cái nước axit đi. Dạ. Thì mới chở đi bệnh viện, chở luôn mẹ Yến Nhi đi. Thì câu chuyện đó đó, khi mà ba Yến Nhi mới nói là hai băng Yến Nhi á, mà ba nhí xỉu luôn đó, rất là đau lòng. Dạ. Mình con mình nói thiệt, mình đã làm bậc cha mẹ đó, con mình mà bị một cái vết nào đó thì mình nói thiệt lòng mình nhói đau. Đừng nói tới mà một người con mà một chứng kiến như vậy thì nói tới mà nỗi đau lòng. Dạ, như vậy là sự việc xảy ra cách này là gần 10 năm rồi. 10 năm trước rồi. Dạ. Rồi cho khoảng cho em hỏi là có biết cái nguyên nhân tại sao mà người ta lại tạ axit mẹ bé dạ, không? Bé Yến Nhi biết chuyện này không con? Nghe con biết ạ. Em cứ chia sẻ ra lên đại đi. Dạ. Nghe tại vì người ta ghen. Ghen ha. Đúng rồi ạ. Ghen là sao em? Đó là mẹ của em cặp với người đó, người đàn ông đó, sau đó thì vợ người ta ghen, đó vợ người ta tạt. Vậy là em giống như là em không có liên quan gì hết chuyện đó, nhưng mà vô tình em trở thành một nạn nhân. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Rồi cái lúc mà tạc như vậy là lúc đó là em cũng 7-8 tuổi rồi, chắc em cũng còn biết, cũng vẫn còn nhớ mà đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, em có thể là em kể là cái sự việc lúc trước như thế nào được không em? Em kể sơ được không? Dạ được ạ. Bữa chiều đó thì cũng đi duyên tính về ngoại chơi ấy, rồi người ta núp ở sau hè thì lúc đó em có nghe chó sủa thì em có nói với mẹ thì mẹ nói là kệ đi, đã nói sủa đồng vậy thôi à. Thì khoảng tầm 10-15 phút sau thì em bị tạt ạ. Nhưng mà Yến Nhi biết không, lúc đó bởi vì con nít nó linh lắm á. Dạ, nó phải. Linh tính nó cao hơn mình á. Dạ. Không, lúc đó Yến Nhi linh tính dữ á. Nói chung một dạ, cái tai nạn. Tại vì con đủ bình tĩnh để chạy qua nhà cái bên mà. Sao con có lúc đó con không bỏ chạy? Con chạy qua nhà của bà Năm. Thì con có kêu là bà Năm ơi cứu con. Còn lúc đó con còn chạy được hả? Là cấp dạ, đó được là bị tạt rồi đó. Bị tạt rồi. Dạ đúng rồi ạ. Nhà cặp bên. Rồi con nói. Ừ. Rồi người đó hỏi sao mày tạt con Nhi. Mẹ con Nhi thì nói là diệt mầm luôn. Diệt mầm luôn. Vậy dạ, là cố ý. Diệt mẹ cả con luôn ạ. Có nghĩa là cố tình để mà tạt mẹ lẫn con. Ừ. Dạ. Tại vì con còn nghe nói là giết cả mẹ cái con luôn. 4 lít lần hả bà? 4 lít chứ không phải 2 lít hả bà nội? 4 lít hả con? Cái 4 lít hả con? Cái can 5 lít mà. Can 5 lít là... Tại con chắc cần tầm 1 can nữa là hết. Dạ. Yeah. Can nữa là chắc cũng 1 lít nữa chứ không nữa đâu. Tàn nhẫn thiệt luôn á. Dạ. Yeah. Rồi sau sự việc đó là hai mẹ con được đưa đi bệnh viện cấp cứu hay sao? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Ở đây dân người ta đưa đi liền mà. Ừ. Mà bé Yến Nhi được đưa ra tới Hà Nội để điều trị luôn. Dạ. Yeah. Điều trị ngoài Hà Nội mấy tháng con? Dạ... 3 tháng. Con điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy trước phải không? Dạ, mới đầu thì con lên bệnh viện Chợ Rẫy. Ừ. Sau đó thì trong sáng lại thì chuyển qua Nhi Đồng 1. Ừ. Thì con nằm ở trên Nhi Đồng 1 khoảng tầm 1 năm mấy. Sau đó thì con về.
con về rồi thì mình Hồng Quân đưa con đi ra Đà Nẵng để chỉnh sửa vết thương. Còn sau gần nhất đây thì con đi ra Hà Nội rồi. Như vậy là hiện tại bây giờ là bé Nhi vẫn tiếp tục đi điều trị ha? Bây giờ hết điều trị rồi con ha? Dạ, con vẫn còn ạ, vẫn còn ạ, tại vì mắc dịch thành ra nè, con không có đi ạ. Mình điều trị cái đó là mình phẫu thuật hay là mình tái tạo da lại nha? Dạ, đó là đi có vết thương thì trên người em hiện tại thì ta nói là có thể là 1-2 năm nữa bắn tia laser cho nó chạm được phần nào thì nó giảm rồi. Rồi hiện tại bây giờ em có còn thấy có cảm thấy giác là gọi là đau đớn gì không? Dạ, trời lạnh một chút thì hơi bị nhức đầu và nó bị gì buốt da, vết chỗ vết thương ấy dạ. Vẫn khó chịu luôn. Vẫn có khó chịu. Mà tóc bị Nhi thì phần sau này là cấy lại rất là nhiều rồi đó. Là tóc em cấy ha. Cấy lại đó. Lúc trước là không luôn con. Là lúc trước thì gà mất ở sau này luôn. Lúc nó trước anh lại thì rất là ít tóc á. Nói chung là mất ở sau á. Ngoài sau á thì được cấy lại rất là nhiều á. Dạ, rồi, tóc này là do người ta cấy á ha. Ừ. Cấy ra cái hộ. Người già tới dài rồi. Thấy con gái cấy. Bà. Chú thấy chú xót sao quá con. Dạ. Thiệt tình á, người gì đâu mà nói thiệt. Tâm nói chứ đâu có ác gì ác đến nỗi mà trẻ em đâu có vô tội gì đâu. Ừ, người lớn với nhau. Nó quá ghen rồi, nó đâu có kể số gì đâu. Như vậy là một phần cũng do lỗi của mẹ bé ha. Lỗi bà. Dạ. Anh đành rằng là lỗi mẹ bé thì để xử mẹ bé thì dạ, không ai nói hết. Đúng rồi. Nhưng mà bé là người vô tội. Vô tội đâu có liên quan gì được. Mà nó ngay á. Mẹ nó thì bữa cháu lên nước á thì nói với mẹ nó đứng vậy nè, có thằng nó đứng, còn thằng con của tôi thì nó đâu có dám vô. Vô sợ nó quánh. Rồi kêu nhỏ này ra về, mẹ nó không cho, mẹ nó nói ở chơi mơi hả về, rồi thằng nó nói mày về đi. Mơi mốt rồi đưa nó về dưới chứ mày lên mày kêu ghéo ôm sùm mà chứ mẹ ơi bây giờ. Tiếng nghe thằng tôi thì nó sợ. Em hiểu không? Ý của bà nội nói là ba Nhí á là lên rước bé Yến Nhi về, nhưng mà trong nhà mẹ Yến Nhi đang ở với một người tình, bạn tình, còn bạn trai. Dạ. Thì ba Nhí, ba ruột của Yến Nhi không có dám vô, ba chỉ đứng ngoài kêu Yến Nhi thôi. Đó là kêu rồi nó lên tiếng nó kêu mày đi về đi. Phải không? Đúng không chứ mẹ Yến Nhi? Dạ đúng rồi. Đó. Không gì là mày tao ra. Tại vì người kia lớn con hơn cha con. Đứng con hơn. Dạ đúng tại rồi. Vì ba Nhí nhỏ xíu à, tên Nhí mà em biết có đứng thấp lắm, 1m55 mà, nhỏ xíu con à. Thành ra ba Nhí sợ quá, ba Nhí chạy về thì luôn. Nó mới sợ nó gì nè, tôi mới gọi đấm nó này nè, tôi mới xuống kiếm nó cắn quá trời. Thì vừa về đây thôi là bé đằng kia bị. Tao bận cáo vô hả? Nó nói không được. Nó quá trời nó chạy lên chạy nó chạy rồi tôi vừa bận áo là bà nội lên đòi liền lắm phải không? À, bà nội lên, là bữa đó gửi là mấy ngày rồi bà nội nhớ cái, cháu cái 10 bữa gì rồi 10 bữa rồi hả? Trời ơi, bữa đó là về sớm chút xíu là được rồi, thiệt tình không cho về, thằng đó nó không cho về mà làm sao dám, con nhỏ này nó đâu có dám về. Gặp bà nội biết gặp con là con không, con đòi con về không có cho trời gì hết. Trời ơi, cái bữa đó cái xui cái gì á tôi bữa ba Nhí hiền quá. Ba Nhí nó không trời đi ngang đây nè. Mà nó hâm nó nói gì, mày đắp lửng là quánh nó nói gì. Con mình vẫn vậy. Nó bà coi mày thấy nó đầu quánh tao là đủ mẹ quánh tao. Chém chết mẹ nó. Không có sợ gì nữa chứ. Vậy mà đi qua đi lại đây chứ nó cũng còn hâm đó hâm thôi. Rồi tôi báo chính quyền tôi mới nói bây giờ nó còn hâm vậy đó rồi sao. Người ta mới lên nhà nó người ta mới nói. Dạ. Bây giờ vợ chồng đã thôi lâu rồi thì thôi. Dạ. Con ra nuôi rồi mà cứ mày xuống dưới hoài. Nó đi ngang này nè, nó đi đó làm mà nó còn hâm ta nữa. Dạ. Cái người mà tạc acid á. Không, cái người tình á, người tình của mẹ đó, người bạn trai á, người bạn trai của mẹ ruột của Nhi đó. Dạ. Nó hâm với mấy thằng đó gà, mấy thằng đó gà nó mày quýnh ta. Bây giờ về ở với cha đâu liên quan gì đâu mà. Mà nó cũng không, tại vì bé Nhi về nhà mẹ thì ba Nhí mới qua rước. À. Thì gặp người tình không thích. Ghét ha. Ừ. Vậy đó. Chuyện của người lớn mà để con nít lạnh. Bởi vì anh nói trời đau lòng thôi. Anh dòm đây nè. Là tại vì chú thấy là dò không con đừng có kéo cao. Đừng kéo nữa con. Ha? Bác thì nói tiêu chú với việc lớn ba con đó. Dạ. Ba chú con 50. Bữa con có nghe cái việc nói. Dạ. Nói em nhớ dài thiệt. Em cứ thoải mái đi, thấy khoanh tay hết rồi. Có khoanh tay mỏi tay lắm con. Con để tay xuống. Thấy bình thường. Con thấy bình thường hả? Người ta cắt. Nó cắt mà người ta sửa lại rồi cái đầu này nè, rồi người ta treo cái đùa cái chùm gì bự bự vậy nè. Cái túi. Ủa con làm gì chạy hết trơn đi con hả?
Dạ tại nó bữa nó nhất nó nhất cái gì rồi con xuất xuất thuốc không đúng của nó bị lỡ ra. Con không có để cho người ta làm cái đầu rồi nó về được chứ có đâu cho về. Một tháng trời luôn mà có một tấm rồi sau bữa nó đúng làm rồi. Cái đó làm lâu lắm bà, làm lâu lắm, lâu rồi lại tốn kém nữa. Vì gì cái ông đó ông làm thuốc hết quá cái nó nổ. Dạ. Nó nổ chứ mấy tại căng quá khó chịu. Nó bữa nay bằng trang tóc vậy. Như có chậm chậm trước là chưa có tóc ha. Có ngoài sao ta. Đúng rồi, làm từ từ thôi. Làm người ta làm mà ta bây ta giờ làm là trong vòng là 2 tháng là cho rồi luôn cái đầu. Cái nguyện vọng của nhà Mạnh Thường Quân là muốn khôi phục cặp mắt của bé Nhi lại. Cái này mà tỷ lệ thành công không có, bác sĩ không có nói là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm luôn. Không có khả quan ha. Không có nói luôn. Yeah. Tất nhiên khi nào mà đã đủ dụng cụ ở nước ngoài đem về thì làm luôn chứ không có chuyện. Cái quan trọng nhất là cái đôi mắt. Ừ, không chuyển bé Nhi đi ra nước ngoài để điều trị nữa. Để cho cái kinh phí nó hạ thấp xuống. Nó cho mà điều người nhà người ta cho, còn hàng đó thì nó cho mà người nhà người ta không cho. Dạ. Thì nó ghiền hấp phiền hấp gì đó. Dạ. Nó tự nó bán thân trước sau nó cũng bán. Dạ. Rồi kêu lên chở tôi nói mấy cô nữa nè. Nếu nó cho mắt á thì cũng cho nó vài chục triệu. Người hùng này cũng cho dạ, đó. Dạ, như cái người mà hiến cặp mắt cho bé Yến Nhi. Đó, nhưng mà phù hợp không? Cặp mắt có phù hợp với bé Yến Nhi thì thấy người ta coi cũng hợp lắm. Tâm nhưng mà cái người nhà không cho. Không. Nhưng mà bản thân cái người đó lại cho. Cho rồi đâu có mấy bữa gì. Đổi ý. Con tự nó làm nó cho người khác. Thôi kệ đi, đủ chắc, đủ duyên đi. Cái đó phải đủ duyên mới được. Đủ duyên đi Yến Nhi ha. Dạ, nó miễn cho thì nó làm liền trong giờ đó là cái điện cũng đi qua. Dạ. Rồi sửa sạn rồi nó kêu cái gì sửa sạn đi người ta cho đôi mắt. Dạ. Mừng quá trời luôn, cái chạy chạy nó chạy của hai nó mượn tiền. Dạ. Rồi đâu lên tới Sài Gòn cái bà già nó qua hay được bà già nó không cho. Nhưng mà cái rốt cuộc cũng cho người khác. Thì cũng cho người khác. Mình không đủ duyên. Hiến gì thân thể đó. Hiến là hết trơn luôn. Nếu như mà có một người hiến mắt cho bé Nhi đi phẫu thuật thì được cả bà nội có cơ hội không? Có cơ hội thấy được. Có cơ hội mà bác sĩ nói gì vậy bà? Bác sĩ nói người ta cho mà ngặt gia đình ta không cho mà đâu có dám. Cho như cái anh đó là ảnh mà có cơ hội là được. Coi như là cái anh đó anh cũng sắp qua đời rồi, anh muốn hiến cặp mắt lại cho bé Nhi nhưng mà gia đình thì má không cho. Mấy bữa gì hà nó trốn mà đi ra ngoài mà cái gì ngoài đó đó rồi nó hiến nó cho người ta luôn. Tất nhiên là anh đó ảnh nhất quyết là anh cho người ta không cho. Đem theo. Không. Thì gia đình cản lại nhưng mà cản thì cản, ảnh đi thì ảnh đi nhưng mà nếu mà bữa đó nếu mà mình để số điện thoại lại cho bà nội mà để số điện thoại cho anh ấy giữ ảnh điện cho mình không nó giữ nó cho mà mình đi tới đó là người ta xin rồi nó vô nhà thương là nó cho rồi. Tiếc quá, chưa đủ duyên à. Chưa đủ duyên trời, nó tức gì đâu. Dạ. Con nhỏ cháu nó mừng nó trên mình khốn á, nó nói những con mắt là con xin con đem bên kêu nội liền nha. Dạ. Nội chuẩn bị đồ đạc bỏ vô đồ hết trơn đi, miễn có là con kêu nội đi liền. Dạ bữa nay nha thì mừng hết sức. Dạ con nói đến nó nói ảnh và anh hiếm cái hình thụ ảnh rồi hết rồi. Dạ. Nhưng có hai con mắt nữa mà nhà không cho. Mà vậy trước sau giờ, thì anh cũng phải cho thôi. Bây giờ bà nội có gửi gắm ở dưới là khi nào mà có ai hiến mắt cho bé Yến Nhi không nội ha? Thì cũng có người ta nói thôi, giờ bà về đi ta cũng cho tiền xe mình về tới nhà luôn. Dạ. Ta nói tội nghiệp lên tới đây mà con đôi mắt không được thì cũng tội cho bà. Cái việc hiến mắt đó là nó phải tùy duyên đó. Nhiều tùy duyên cũng không được. Ta coi đàng hoàng, ta coi con mắt đó là nó vừa giống Yến Nhi rồi dữ lắm. Là phù hợp luôn ha bà nội ha. Nội nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 72 thấy nội còn trẻ quá ha. Trời ơi trẻ gì. Nội nhà có trồng trọt chăn nuôi đi không nội? Không trồng, nó trồng có mấy cái dừa nè, bắn bẫy nó chạy thôi. Dạ, rồi ba đi làm thôi, bà nội ở nhà với cháu ha. Tụi nghiệp bé giờ đâu đi học được kia rồi đâu. Đâu có đi học. Nhà. Dạ, bữa nay thì con đến đây á bà nội, con thăm với một cái sự tài trợ của một cái số phần quà, số tiền là của bác Viễn Nguyễn ở Úc là tặng cho Yến Nhi 2 triệu. Và cậu Chí Hằng ở Úc luôn tặng cho bé 100 đô Úc. Thì con trị giá con đổi ra tiền Việt cho bà nội luôn á là 1.750.000 với 2 triệu là 3.750.000. Con trao là một phần quà của bác Viễn Nguyễn ở Úc là 2 triệu. Và cậu Chí Hằng là 1.750.000 là 3.750.000 con gửi bà nội ha. Và bà nội 1 triệu nè, 2 triệu, 3.750.000. Dạ con gửi cho bà nội để dành tiền để sau này có
điều trị rồi mất cho bé Yến Nhi á bà nội ha. Để một cái chi phí nhỏ để bà nội ha. Giờ thay mặt chú Việt, bé Yến Nhi cảm ơn bác Nguyễn Viễn Nguyễn ở Úc. Cảm ơn bác Viễn Nguyễn ở Úc. Dạ con cảm ơn bác Viễn Nguyễn ở Úc ạ. Cho con 2 triệu ạ. Dạ cậu Chí Hằng ở Úc. Cậu Chí Hằng à. Ở Úc. Dạ ở Úc ạ. Cho con 1 triệu 750 ạ. Dạ thay mặt bé Yến Nhi cũng như bà nội, tôi xin chân thành quý khán giả cũng nhà, như nhà và những quý mạnh thần quân đã trao số tiền cho bé Yến Nhi. Dạ xin chân thành cảm ơn. Dạ thì thật sự thì hôm nay á, thì mình cũng mới biết em Nhi đó thôi, nhưng mà qua cái câu chuyện của bà nội kể á, thì rất là đáng thương cho em. Thì chuyện của người lớn á, gây ra lầm lỗi á, thì để cho trẻ em lãnh như thế này là một điều rất là đáng tiếc. Và đặc biệt là tuổi đời của em còn rất là trẻ, năm nay là chỉ mới 17 tuổi đúng không bà? Dạ, bé bị hồi năm lúc mà 8 tuổi tới bây giờ phải chịu một vết thương bị phỏng hầu như là toàn thân luôn rồi. Và tóc á, hầu như là mất hết và đang cấy lại dần dần, đang cấy là được một chỏm tóc nhỏ, nói chung là để phục hồi cái thân xác cho em á. Và một điều quan trọng hơn nữa là cái đôi mắt của em á, là không còn nhìn thấy nữa. Nhưng mà qua lời chia sẻ của bà nội á, thì cái khả năng mà có ai đó mà hiến cái đôi mắt thì phẫu thuật có thể là nhìn thấy được. Thì mình mong rằng cái đó là một cái phép màu sau này, cũng như là cái duyên của bé Nhi đây. Thì sẵn hôm nay thì mình đến, mình biết cái hoàn cảnh của Nhi, thì mình có một cái quỹ nhỏ từ các nhà hảo tâm gửi gắm cho mình. Dạ bà ơi, thì hôm nay con có cái số tiền nhỏ này để phụ với bà, để mà lo cho gia đình, lo cho Nhi để sau này thuốc thang trị bệnh nào kia ha bà. Dạ thì ở đây con có cái số tiền là 2 triệu từ nhà hảo tâm á, rồi gửi cho con để con giúp cho bà. Này bà nhận giùm con ha. Dạ thì trong cái số tiền 2 triệu này từ các nhà hảo tâm gửi cho em Yến Nhi như sau. Thì trong đây có anh Kenny Tông ở bên Mỹ là 1 triệu, bạn Như Ý Võ 500.000, anh Quốc Khánh 500.000. Dạ bà ơi, bà nhận cái số tiền này bà có muốn chia sẻ gì không bà? Bà có muốn nói lời gì không bà? Tôi đâu biết đâu. Mà bà cảm thấy mừng không? Vui không bà? Vui. Dạ mình để tiền đó sau này dù có cơ hội phẫu thuật mắt á, để chị cho em đó ha. Chị cũng cho, tôi cũng để dành đó, đừng có. Dạ. Có hù đi, đừng mình đi cho nó mau. Dạ. Rồi Yến Nhi nè. Rồi anh hỏi em nha. Rồi ví dụ nhà hảo tâm mà có hỗ trợ cho mình một mỗi người một ít như vậy á, rồi dạ, em nhận cái số tiền đó để sau này em có cái cơ hội phục hồi cái hình hài của mình. Dạ. Đôi mắt, tóc này kia rồi, thì em có muốn nói cái đôi lời gì không em? Dạ em muốn gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân rất nhiều đã cho em một số tiền để dành đi mổ à. Ừ, vậy là suốt 8 gần 10 năm nay là em không nhìn thấy ánh sáng luôn. Dạ vâng ạ. Ý như là phải sống trong một cái môi trường, nói chung trong cái cuộc sống người tâm tối không có thấy gì cả, mà phải trên thể xác phải gánh chịu những cái cơn đau, nhiều khi ghét buốt đồ nó buốt da đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó, rồi nhiều khi mặc cảm với ngoại hình nữa, không có thể đi ra đường để mà hòa nhập với cộng đồng, hòa nhập với bạn bè, rồi em cũng không đi học gì luôn phải không? Dạ đúng rồi. Dạ nói chung thì kể từ cái tai họa đó ập xuống thì Yến Nhi là mất hết tất cả, cuộc đời không còn gì cả, chỉ là ở nhà với bà nội thôi. Thì nói chung hôm nay có cái duyên anh biết đến em ha. Dạ. Thì anh cũng mong rằng sau này em sẽ có một cái duyên nào đó mà điều trị cái vết thương của em, hoặc là có đôi mắt của em có thể là nhìn thấy lại, để mang lại cái ánh sáng, mang lại cái cuộc đời khác cho em ha. Dạ. Dạ thì em cứ sống lạc quan vui vẻ lên nha. Dạ. À, thấy em mặc dù vậy nhưng mà em vẫn lúc nào cũng cười, có cảm giác cười vui đúng không? Dạ. Ừ, nhưng mà em phải tự tin mình lên, mình đừng có quá mặc cảm nha. Ừ. Dạ. Vậy thôi hôm nay anh đến thăm em nhà bà nội gì mai mốt, nếu như mà có cái dịp nào đó anh sẽ ghé thăm gia đình mình ha. Dạ. Bà ơi, bà cho con biết cái địa chỉ ở đây được không bà? Ừ, ở đây thì ấp Kinh Mới. Ấp gì bà? Ấp Kinh Mới. Ấp Kinh Mới. Xã Hòa Bình. Xã Hòa Bình. Huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Dạ. Và đó chính là cái địa chỉ của Nhi ở địa phương này. Dạ thôi tâm gồm cũng xin dừng cái video tại đây và xin hẹn cả nhà ở video sau nhé.